Từ lợi thế này, quý vị có thể nghĩ đậu nành cũng chỉ là đậu nành mà thôi. Nhưng nghiên cứu cho thấy thực tế không phải vậy. Hãy cùng xem kỹ hơn. Đậu nành được dùng ở nhiều dạng khác nhau cho rất nhiều thứ khác nhau, từ thức ăn cho người và vật nuôi đến nhiên liệu cho thế giới đang phát triển của chúng ta. Như trong loạt video này, không phải tất cả các loại đậu nành đều được tạo ra giống nhau. Đậu nành trồng và sản xuất ở Hoa Kỳ luôn vượt trội so với loại được trồng ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Xét về khía cạnh giàu dinh dưỡng hơn, dễ tiêu hóa hơn, năng lượng chuyển hóa cao hơn và hàm lượng xơ thấp hơn. Ngoài ra, nó còn có một lợi thế kinh tế so với khô đậu nành Argentina và Brazil. Để hiểu được lý do, hãy cùng tìm hiểu khoa học. Khô đậu nành được dùng làm thức ăn chăn nuôi trên khắp thế giới nhờ mật độ protein và dưỡng chất cao. Nhưng các chuyên gia đã nhận ra rằng nguồn gốc của khô đậu nành sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của loại protein đó. Gần đây, Đại học Madrid đã tiến hành một phân tích tổng hợp trên 18 nghiên cứu khác nhau với hơn 1.900 mẫu. Một trong những công trình đánh giá toàn diện nhất về khô đậu nành nhằm lượng hóa mối quan hệ giữa nước xuất xứ của đậu nành và thành phần hóa học, chất lượng protein và giá trị dinh dưỡng của khô đậu nành. Người ta đã phân tích đậu nành từ Argentina, Brazil, Ấn Độ và Hoa Kỳ, sau đó xử lý kết quả bằng một công cụ phần mềm do hãng Genesis Feed Technologies xây dựng gọi là Nutrient Value Calculator, NVC. NVC là một bước quan trọng trong nghiên cứu này bởi nó sử dụng các công thức đại diện cho nhà sản xuất thức ăn trong khu vực, có tính đến giá trị dinh dưỡng của protein, cũng như tất cả các thành phần khác cần thiết cho khẩu phần ăn của vật nuôi, tạo ra một phương tiện để so sánh đồng đều các loại nguyên liệu. Một trong những điểm chính mà nghiên cứu này phát hiện ra là hàm lượng protein thô của khô đậu nành không đủ để ta có thể thực hiện so sánh phù hợp. Người mua và chuyên gia dinh dưỡng nên cân nhắc các loại amino acid và hồ sơ năng lượng khác để hiểu được giá trị dinh dưỡng và kinh tế thực sự của khô đậu nành và thức ăn cho vật nuôi của mình. Vậy thì, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường đậu nành toàn cầu? Phân tích tổng hợp trình bày rõ về chất lượng của khô đậu nành ở các nước xuất xứ khác nhau. Trong khi đó, NVC đưa ra bằng chứng dựa trên khoa học để chứng tỏ đậu nành Hoa Kỳ có cả ưu điểm về chất lượng và giá, xếp hạng nhất trong nhiều thuộc tính dinh dưỡng quan trọng khi so với các xuất xứ khác. Khi xem kỹ hơn và so sánh thành phần của đậu nành bằng thông tin khoa học và các nghiên cứu được bình duyệt, quý vị có thể thấy đậu nành Hoa Kỳ là lựa chọn có chất lượng cao nhất và kinh tế nhất, luôn mang lại giá trị xuất sắc. Để tìm hiểu về phân tích tổng hợp, công cụ tính toán giá trị dinh dưỡng hay kết nối trực tiếp với các chuyên gia dinh dưỡng trong ngành, xin hãy liên hệ với đại diện đậu nành Hoa Kỳ của quý vị ngay hôm nay.